OK, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử và em là Phong và ngày hôm nay em sẽ tiếp tục uh, cập nhật cái tình hình và thị trường giá cả cũng như là những cái tin tức nổi bật trong ngày cho anh chị. Thì đầu tiên chúng ta quay lại với cái biểu đồ quen thuộc là Bitcoin và ngày hôm trước thì em có chia sẻ là giá cả của Bitcoin có thể là có cái xu hướng là điều chỉnh trong những ngày tiếp theo và trong thời điểm hiện tại thì Bitcoin uh, với cái mức giá là 45.259 đô. Uh, nó đã thoát ra khỏi cái trên line tăng của chúng ta. thì trong ngày hôm qua, bitcoin có cái lực tăng trưởng nhẹ để muốn bứt phá quay trở lại cái vùng tăng trưởng này của chúng ta, nhưng mà đã bị từ chối, bị, bị từ chối và đang đi xuống, đi xuống và nó đã tạo ra một cái cấu trúc khá là xấu đó là cái cấu trúc hai đỉnh đây anh chị. và thường khi mà có cấu trúc này thì chúng ta sẽ có một cái đợt điều chỉnh. thì nó giống như cái đợt trước này của chúng ta đây anh chị, nó giống như cái đợt trước nó cũng có cái mô hình hai đỉnh đây và nó đã điều chỉnh thì trong ngày hôm qua thì Bitcoin đã không vượt qua được khỏi cái đỉnh trước của nó và nó đã tạo một cái đỉnh không mấy là đẹp ở cái mức là 46.462 đô thì trong những ngày tới thì Bitcoin có thể quay lại cái vùng là khoảng 42.000 đô và quay lại luôn cái kênh hỗ trợ của chúng ta khoảng 41-40.000 đô anh chị ha và sau đó nó sẽ có những cái động thái mới thì em sẽ cập nhật đến anh chị còn trong thời điểm hiện tại khả năng cao là vẫn sẽ là về 42.000 đô đến 40.000 đô Đó là cái quan điểm của em về Bitcoin thì có một cái tin tức mới nữa dành cho anh chị à, Vốn hóa, cái tổng vốn hóa của thị trường uh, Cryptocurrency Đã đạt cái mức là 1926 tỷ đô Đây là một con số khá là đẹp Và nó đã thúc đẩy thị trường rất là mạnh Và phần lớn bây giờ uh, Cái vốn hóa cao nhất là dành về Ancon Và thời điểm trước em cũng có nói với anh chị là Khi cái vốn hóa của Ancon nó đạt nghìn tỷ Thì sẽ có rất là nhiều đồng Ancon được tăng trưởng Và chúng ta hãy xem qua cái dữ liệu về À, những cái thay đổi về giá cả trong 7 ngày vừa qua anh chị ha. Thì đây là cái mức tăng trưởng thì anh chị thấy là uh, hầu như là những cái đồng con có cái vốn hóa rất là thấp nó đều được tăng trưởng. Thì em sẽ lấy một ví dụ thôi là anh chị có thể nhìn rõ ra cái vấn đề là tại sao những cái đồng vốn hóa uh, nhỏ như vậy nó lại được bơm thổi như vậy. Thì đây là cái đồng IOTX thì chúng ta hãy xem về cái uh, dữ liệu về lịch sử. Thì trong cái tháng trước trong cái tháng trước và gần đây thôi nó chỉ rơi cái vốn hóa của nó chỉ rơi khoảng 100 mà 100 triệu đô khoảng 100 triệu đô thôi còn hiện tại thì sao ạ hiện tại cái vốn hóa nó đã được thổi lên 1 tỷ đô nó được thổi lên 1 tỷ đô và tại sao những cái đồng vốn hóa nhỏ như thế này nó lại được bơm thì anh chị thấy là trong 7 ngày nó tăng 400 phần trăm đi từ cái mức giá là chỉ có khoảng là 0.023 mà bây giờ cái mức giá đỉnh của nó bước đầu vừa rồi tại là 1.139 0.139 nha anh chị thì tại sao nó không bơm những đồng con top Tại sao nó không bơm những cái đồng khác mà lại đi bơm những cái đồng có vốn hóa bé như vậy thì Chúng ta xem thêm một vài đồng như đồng Ravincon, một đồng khác là nổi tiếng Đó thì dữ liệu lịch sử anh chị thấy nè Nó rơi tầm 400 triệu đô và bây giờ đã lên 1 tỷ tư Nè 400 triệu đô và bây giờ lên 1 tỷ tư Nó cực kỳ kinh khủng đúng không anh chị Và nó lựa những cái đồng có vốn hóa bé nó bơm trước Thì trong 7 ngày vừa qua Ravincon nó đã tăng như thế nào từ 0.07 là và lên cái đỉnh của nó là 0.17 quá kinh khủng. Và tại sao nó lại sử dụng những cái đồng có vốn hóa thấp từ 100 200 300 400 triệu đô để nó bơm lên bởi vì khi bơm những cái đồng nhỏ thì những cái market maker có thể bơm được cái số tiền nó vừa phải và nó dễ bơm hơn là những đồng những cái đồng mà con top tại vì những đồng con top á, luôn luôn có rất là nhiều cái đội khác họ chen tay vào để họ bơm thổi chung và cái vấn đề đó sẽ làm cho các market maker khó khó sử dụng cái đồng tiền của mình để mà điều khiển thị trường còn đối với những đồng có vốn hóa nhỏ thì họ bơm một cách dễ dàng chỉ có dòng tiền vào và họ bơm họ bơm và không có nhiều cái trở ngại cho họ và cái việc mà bơm và thổi giá những cái đồng như thế này á thì nó có ý nghĩa gì thì thì giả sử mình là một người mới mình nhìn vào thị trường này ừ con này tăng 400 phần trăm 100 phần trăm 200 phần trăm 300 phần trăm trong vòng có 7 ngày anh chị có thấy hào hứng anh chị có thấy thích thú hay không nếu là một người mới không có nhiều kinh nghiệm thì ủa tại sao mình không mang tiền của mình uh, đi vào thị trường này để đầu tư đi 7 ngày mà có 400 phần trăm nó quá ngọt đúng không ạ và đó là cái cách để họ hút cái dòng vốn mới vào thị trường họ hút những cái con cá bé bé cá lòng tông vào thị trường để họ lấy tiền của những con cá bé đó nếu như những con cá bé đó không biết cách để đầu tư không biết cách phân bổ vốn và họ sẽ cho những con cá bé con cá lòng tông đó đu trên đỉnh thì đó là cách thức hoạt động thị trường nó cơ bản và ở trong tim cũng đã có những cái video mà một cái khóa học miễn phí đó anh chị thì anh chị có thể lên youtube để tìm cái playlist của tim anh anh chị có thể vô đó anh chị xem qua về cái vấn đề là market maker nó làm giá như thế nào thì vốn hóa lên 1 tỷ đô và tổng vốn hóa là 1 tỷ 9 và nếu trong thời gian tới mà con số này nó tăng lên khoảng 2 tỷ và nó giữ ở mức đó thì là cái mức rất rất là an toàn cho thị trường rất là an toàn cho thị trường và thị trường có thể là phát triển mạnh hơn trong dài hạn và chúng ta hãy xem qua một chút về Bitcoin Dominant thì Bitcoin Dominant thì trong những cái video trước thì em có nói là Bitcoin Dominant đang từ chối đi lên trên kênh tăng trưởng đây anh chị đang từ chối đi lên và nó đang có xu hướng giảm và mục tiêu của chúng ta trong đợt này nếu mà Bitcoin dominant có thể quay lại cái vùng khoảng 42, khoảng 42 hoặc là 40 là càng tốt thì Ancon lại càng được tốt hơn. Và nếu như anh chị mà chưa biết cái dominant là gì thì dominant là cái phần trăm tỷ lệ của Bitcoin ở trên thị trường. Ví dụ như Bitcoin 45% thì 55% còn lại là thuộc về Ancon đó anh chị. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi quan sát một số cái đồng con mà cũng có rất là nhiều anh chị uh, uh, yêu cầu là em hãy đánh giá thì đây là cái đồng Cardano và em sẽ sử dụng trên Bitcoin để nó phản ánh rõ nhất về cái xu hướng nha anh chị. thì em sẽ vẽ ra cái trên line để chúng ta cùng theo dõi để chúng ta cùng theo dõi và trong cái thời điểm vừa rồi thì nó vừa rất cao rồi, nó vừa rất cao rồi anh chị và anh chị thấy đây nó vừa rất cao trong cái thời điểm trước để em vẽ xong rồi em sẽ chỉ cho anh chị thấy là tại sao nó rất cao ha và ở trong cái thời điểm trước thì nó cũng đã tạo được một cái vùng hỗ trợ một cái vùng cái chân hỗ trợ rất là đẹp nó cũng có cái mô hình là hai đáy đây và nó đã xác nhận một xu hướng tăng rất cao ra khỏi cái trên line cái cạnh trên của cái xu hướng giảm nó rất cao ra rồi và trong thời điểm này thì đang có dấu hiệu là chốt lời nha anh chị đang có dấu hiệu chốt lời và cái vùng mà anh chị có thể mua trong thời gian tới là ít nhất là về tới cái vùng cạnh trên đó là nó chạm cái cạnh trên thì anh chị có thể mua một lần và thứ hai là cái vùng cái chân hỗ trợ này thì anh chị có thể canh hai cái vùng này anh chị mua mua thêm để đầu tư và đối với cà thì uh, nó là một cái đồng con có cái công nghệ rất là tốt thì uh, trong thời gian tới có thể là Cardano sẽ rất là bứt phá bởi vì nó đã tích lũy khá là dài nếu mà nhìn theo cái khung tuần đi nếu mà nhìn theo khung tuần nó tích lũy khá là dài anh chị nó tích lũy khá là dài từ cái lúc mà điều chỉnh xuống cái vùng đáy á thì cho đến nay á là là khoảng 847 ngày à, Một khoảng thời gian cũng khá là đủ từ năm 2018 đến nay Nó rơi tầm 3 năm Thì 3 năm trời tích lũy và bây giờ cái hệ thống của Cardano cũng được xây dựng khá là ổn định rồi Và nó đang trong cái xu hướng phát triển và cập nhật thêm Và trong thời gian tới thì Cardano cũng sẽ có rất là nhiều cái thứ hay Thì chúng ta có thể là cập nhật trong dài hạn Và em sẽ cập nhật đến anh chị à, sớm nhất và trong thời điểm hiện tại thì khả năng là Cardano sẽ phải điều chỉnh thôi, bởi vì nó đã rất cao. Ít nhất là bắt test lại cái cạnh trên của cái xu hướng giảm thì đó là về Cardano. Thì tiếp tục là về Ethereum. Thì đây là biểu đồ Ethereum trên Bitcoin anh chị ha. Và chúng ta thấy là trong những ngày vừa qua nó đang có một cái sự lưỡng lự, nó đang có một sự lưỡng lự ở cái vùng giá là 0.07 bit khi mà nó đã từ chối hai lần rồi và nó đang hướng lên một lần nữa và khả năng cao á là thì trong thời gian tới thì có thể là nó sẽ đâm thủng qua cái kháng cự này, đâm thủng qua cái vùng kháng cự 0.07 này để tiếp tục một cái đà tăng trưởng và nó chưa ngừng lại đó đâu. Và ở đây chúng ta có thể theo dõi cái vùng hỗ trợ là 0.06 Bitcoin và 0.0712, 0.0712 Bitcoin ở trên cái biểu đồ Ethereum trên Bitcoin anh chị ha và nó đang đi sideways ở khu vực này nó test lên test xuống test lên test xuống ở đây và khả năng cao là nó sẽ phải tăng nó sẽ phải tăng bởi vì cái xu hướng của nó vẫn đang rất là đẹp bởi vì xu hướng của nó vẫn đang được giữ nó phá ra khỏi kênh giá tăng và nó đi cái sóng khá là giống như là bitcoin đó anh chị nó phá ra khỏi kênh giá tăng và nó đi cái sóng khá là giống bitcoin và nó đã test lên để muốn thoát rõ khỏi vùng này một vài lần rồi nhưng mà vẫn chưa có đủ lực mua chưa có đủ lực mua và chúng ta hãy kỳ vọng là một cái một cái mô hình tiếp theo lại là chữ W thôi, một hình rất là quen thuộc và có thể là nó sẽ quay lại cái vùng này một lần nữa trước khi nó tăng trưởng. Và đó là kỳ vọng của em đối với Ethereum. Ethereum nha anh chị và vẫn là xu hướng và vẫn là cái mục tiêu là phá ra khỏi cái định cũ của nó để đạt cái mức giá cao hơn. Đó là về Ethereum. Thì tiếp theo là những cái đồng về NFT. Thì em sẽ để cái đồng Superfarm này về khung ngày À, cái đồng này nó đang đi di chuyển như thế nào, Và em sẽ vẽ ra để anh chị cùng theo dõi ha thì đầu tiên đó là cái vùng kháng cự mà chúng ta phải đạt đến, à, vùng kháng cự chúng ta phải đạt đến và trong thời điểm vừa qua, cái ngày hôm qua có một cái cột sóng lên đến 1.1 đô, sau đó là sẽ xuống và cái lực sẽ nó cũng khá là mạnh. tuy nhiên là um, dù là lực xả khá là mạnh nhưng mà xu hướng vẫn đang được giữ anh chị vẫn đang được giữ là xu hướng tăng vẫn đang được giữ và nó đã phá vỡ ra khỏi nó phải phá vỡ ra khỏi cái vùng cản ở dưới đây cái vùng cản khoảng 0.7 0.8 ở dưới đây và nó đã phá khỏi và chúng ta hãy à, trông chờ thời gian tới là nó sẽ di chuyển đẹp hơn nó sẽ di chuyển đẹp hơn để tiến lên những cái vùng giá tốt hơn và khả năng cao là nó vẫn sẽ quay lại cái vùng hai đô thôi khả năng cao là vẫn sẽ quay lại cái vùng 2 đô trong thời gian tới. Thì theo cái phân tích của em á thì super fan thì super fan sẽ đi như sau. Nếu như mà nó đóng lên cái vùng 0.9 này trong những ngày tới mà nó đóng lên và cái nến tuần cũng vậy cái nến tuần mà nó đóng ở trên cái mức này thì chúng ta sẽ có một cái đường giá đi khá là đẹp. Khá là đẹp nếu mà thị trường Bitcoin nó không xấu thì nó sẽ lên lại cái vùng kháng cự là 1.5 đô sau đó bắt test về tầm 1.3 đến 1.2 đô và di chuyển tiếp lên trên đó là cái à, xu hướng trong hiện tại và nếu như mà di chuyển lên đây rồi á thì khả năng cao là nó sẽ về tới cái vùng 2 đến 3 đô và trước mắt thì chúng ta cũng hãy chờ đợi là um, cái à, mô hình này nó sẽ chạm đến cái ngưỡng kháng cự 1,5 đô và sau đó là những cái sự điều chỉnh trước khi tăng giá tiếp tục tiếp theo là đồng TLM thì đây là cái đồng alien Alienware và những cái video trước liên quan đến NFT thì em cũng có nói sơ qua về cái đồng này và hiện tại nó đang và hiện tại nó đang tạo một cái chân hỗ trợ rồi nó đang tạo một cái chân hỗ trợ ở cái khu vực này à, và cái cái khung hỗ và cái chân hỗ trợ này sẽ là cái tiền đề cái tiền đề quan trọng nếu nó giữ được cái chân hỗ trợ này và nó không bị phá vỡ xuống dưới đây á thì khả năng cao là sẽ tăng là sẽ tăng thôi và cái mức giá mà team đang kỳ vọng là khoảng một đô la nha anh chị cái mức mức giá trong thời gian tới à, team kỳ vọng là khoảng một đô la cái vùng giá mà team kỳ vọng ở đây đó thì anh chị có thể căn là và đợt trước đó thì tim cũng đã ăn được cái mức giá là 0.8 đô này đó mức giá 0.8 đô này thì tim cũng đã ăn ở cái khu vực này rồi và bây giờ nếu như anh chị đã mua lại thì chúng ta hãy trông chờ cái mức giá nó sẽ đi lên những cái vùng tiếp theo anh chị hãy trông chờ những cái vùng tiếp theo và những cái vùng mà chúng ta có thể phải quan sát đó là đầu tiên là cái vùng 0.5 đô 0.4 đến 0.5 đô ở đây và nếu như mà nó phá vỡ ra khỏi cái vùng 0.5 đô này thì target chúng ta cứ đặt lên khoảng 0.8 đến 1 đô la Đó là về cập nhật đối với TLM Em sẽ lưu lại đây và những ngày tiếp theo chúng ta hãy cùng theo dõi Và cái đồng cuối cùng em muốn chia sẻ đến anh chị là cái đồng Nia Thì cái đồng Nia là một cái dự án khá là tốt, khá là hay đó anh chị Và Tiên cũng đã đầu tư vào đây Và chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua thì nó có sự tăng trưởng ở đây đúng không anh chị? Nó có sự tăng trưởng ở đây Và chúng ta đang gặp một cái cản Một cái cản ở khu vực là... 3.1 3.2 đô ở đây và cũng như là trong thời gian tới khả năng là phải điều chỉnh thôi, phải điều chỉnh trước khi mà trước khi mà tăng trưởng tiếp bởi vì nếu anh chị biết đó, nếu như mà nó không có sự điều chỉnh và nó tăng quá nhanh thì nó không có độ bền anh chị. Cái gì nhanh quá thì dễ bị sập lắm. Cho nên là chúng ta phải chờ là nó phải tạo một cái chân, nó tạo một cái chân đẹp hơn để mà trước khi nó tăng thì cái chân đó thì nó sẽ rơi tầm cái vùng thì cái chân đó thì chúng ta hãy kỳ vọng là nó nằm ở trong cái vùng này ha trước khi nó có tăng trưởng thì em sẽ đỡ đây và chúng ta cùng cùng nhau theo dõi thôi thì à, nếu như anh chị có những cái đồng con hay là có những cái dự án nào mà cần team đánh giá cần team review à, giúp anh chị cũng như là những cái phân tích về giá cả thì anh chị có thể là comment à, bình luận xuống phía dưới video này để làm những video và gửi đến anh chị ha và cũng rất cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau